Thưa quý vị, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành kinh tế nông nghiệp. Xã Bình Thành, thị xã Hương Trà đã đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn cũng như kinh tế dịch vụ có tiềm năng để tạo đột phá mới, mang lại hiệu quả cao cho người dân. Gia đình ông Trương Ngọc An là một cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng keo tràm sang cây ăn quả như ổi, bưởi. Sau hơn 4 năm thử nghiệm, đến nay đã mang lại lợi ích kinh tế, ổn định công việc và giảm chi phí chăm sóc mỗi năm. Từ đó, nhiều gia đình trên địa bàn đã mạnh dạn chuyển đổi, xây dựng mô hình vườn cây ăn trái có quy mô. Trong quá trình phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, các hộ dân đã mạnh dạn đầu tư khá đồng bộ từ hệ thống tưới nước, phun sương đến kỹ thuật chăm sóc. Đến nay, việc chuyển đổi này đã khẳng định hướng đi đúng khi tạo được nguồn thu nhập ổn định. Với gia đình ông Trương Ngọc Anh, 920 gốc bưởi da xanh, bình quân mỗi cây cho 3 tạ trái thì thu nhập hàng năm cao hơn nhiều lần so với trồng keo tràm. Đổi mới của cái vùng đất này từ khi qua đây lại để làm cho bộ mặt của xã Bình Thành mà nói chung thì các cái mô hình đấy hồi cựu chiến binh chúng tôi phát triển rất nhiều. Giống với bản thân tôi là mới 920 cây bưởi thanh trà thì nói chung cái vùng đổi mới này rất hy vọng. Vì hiện nay là chăm sóc cái vườn bưởi da xanh thì nói chung trong thu nhập năm thứ ba là được 7 tạ 20 ký về cái đời sống của gia đình và kinh tế phát triển rất nhiều. Thì ở khu này là đất rất tốt. Bên cạnh xây dựng mô hình kinh tế vườn thì Bình Thành còn thực hiện chuyển dịch mô hình kinh doanh dịch vụ. Qua cả mô hình kinh tế, thu nhập bình quân của người dân ở đây đạt 46 triệu đồng mỗi năm. Với lợi thế có sông suối, khe thác, cảnh quan đẹp như thác Chìn Chàng, khe đầy, sông Hữu Trạch, địa phương đã kêu gọi thu hút đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng với quy mô 150 hectare kéo dài từ cầu Treo Bình Thành đến xã Hương Thọ. Một số hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mô hình du lịch trải nghiệm và kỹ năng sống cho học sinh, tạo sân chơi bổ ích và thu hút du khách đến đây, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Sinh ra và lớn lên tại đây thì tôi cũng muốn là đưa cái hoạt động du lịch, hoạt động dịch vụ vào để mở mang thêm cái khu vực Cung Gò Đôi này, thay vì là mình sẽ đi xa để mà có thể tiêu khiển thì mình có thể là mở rộng ở đây để mà có thể tạo thêm nguồn thu nhập kể cả cho người dân và cho những người lao công ở đây nữa. Thì từ đó thì cũng muốn cho cái khu vực, đặc biệt là khu vực Bình Thành bên đây, vì thuộc khu vực Bình Thành bên đây thì hiện tại du lịch vẫn chưa có cái gì đó là nổi trội, thì cũng muốn qua cái vườn của mình để tạo một cái điểm nhấn vừa có hệ sinh thái, vừa có hệ nghỉ dưỡng, vừa có hoạt động du lịch và kèm thêm luôn là hoạt động giáo dục, mà đặc biệt là giáo dục trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sống. Từ cái vùng đất là khó khăn của địa phương thì đến hôm nay thì cây ăn quả đã cho trái và có cái thu nhập cho bà con. Hiện nay những cái mô hình này thì là nhân dân cũng đang tiếp tục để mở rộng thêm các cái mô hình như cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả. Thu nhập bình quân đầu người thì đã trên 46 triệu. Hiện nay thì đã có cái quy hoạch cái khu là công nghiệp ở cụm Tân Thọ và cũng đang đầu tư để là mở rộng cái khu sinh thái khe đầy, điện, đường và tất cả cái này đã vào nơi. Chuyển dịch sản xuất kinh doanh dịch vụ để phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên là hướng đi mà xã Bình Thành hướng đến, đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Hướng đi này được địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới để góp phần xây dựng bộ mặt của đô thị vùng Gò Đôi phía Tây thành phố Huế.